Nào, nằm ra ngủ. Thôi nằm xuống. Nhắc lại với các bạn, đây là cái đàn chó con vỡ kế hoạch, không ở nằm trong cái lịch cho sinh sản. Chó cái poodle phá chuồng để ra và ra mở cửa chuồng cho đực chihuahua lông dài. Và để lại hậu quả. Bốn con đực. Hai con có kiểu lông và kiểu mặt giống với lại chihuahua lông dài. Hai con kiểu lông và kiểu mặt giống với lại poodle. Như con này thì là lông, là màu lông thì này là màu lông pha với poodle này. Như con này là màu lông của chihuahua. Như này là tương lai là sẽ là hai con tai dựng và hai con tai cụp. Hai con kiểu chihuahua là tai sẽ dựng. Từ bé này nhìn kiểu tai nó cũng có khác nhau luôn. Chào, yêu cầu gì? Thôi, săn đây vào cho chúng nó ti đi. Vào trong cho chúng nó ti đi. Rồi. Nằm xuống đi, sang đây nằm xuống, nằm xuống cho con ti. Rồi ti nó đòi không yên được cái nó đâu. Đây ti đi, hưng tí này đói. Trại sẽ cập nhật cái thông tin cái đàn chó này khi mà đàn cún nó mở mắt. Theo dõi đàn cún lai giữa hai giống này, xem lớn lên, xem hình xem là có ai nhận ra được chúng nó là anh em ruột không. Bốn chó đực này thì nếu mà bạn nào mà có thích nuôi cái bốn anh em nhà này thì các bạn cứ để lại bình luận ở dưới video. Đàn chó này thì sẽ ưu tiên là để cho các bạn mà có thể là đang nuôi một con chó rồi hoặc là chưa nuôi con nào, nuôi để làm con chó bầu bạn ở trong gia đình và trong nhà thôi. Như đàn lai giữa hai giống này thì chắc chắn là cái khả năng trông nhà sẽ là rất tốt, bởi vì là hai giống chó nó đều là những cái giống chó lắm mồm cả, cả chihuahua cả poodle, trông nhà là tốt. Chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại các bạn trong một cái video gần nhất.